Sister Nicole died with Christ and rose with him to new life. May she now share with him eternal glory. My brothers and sisters, we believe that all the ties of friendship and affection which knit us as one throughout our lives do not unravel with death. Confident that God always remembers the good we have done and forgives our sins, let us pray, asking God to gather Sister Nicole to himself. Lord, in our grief we turn to you. Are you not the God of love who opens your ears to all? Listen to our prayers for your servant, Sister Nicole, whom you have called out of this world. Lead her to your kingdom of light and peace, and count her among the saints in glory. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ave Maris Stella, Thank you.
trong đời con đã thương cho Ngài, trong đời con bước theo chân cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chỗ nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, Thiên Chúa đấng cứu độ xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhà. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trong đời con đã dâng cho Ngài, trong đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa. Lạy Chúa xin thương con,
theo lường từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ. Kêu van lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhớ nhớ Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại.
thiết tha. Tình thương mến ấp ô con ngày đêm, nguồn thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Trời đất, tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Thánh Thần xuống tay bà Maria. Các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống lại. Amen. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, Đức Cha chỉ thế, Cha Cha hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Thương gọi con về, hồn coi hân hoan như trong một giấc mơ. Niềm tôi lúc vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua co chiếc lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Hôm nay cư dân loan truyền với nhau rằng, Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công. Khi Chúa thương gọi con về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Bao nhiêu anh em đều đạt chốn quê ngài, Thiên Chúa rất nhân về nơi nước xuôi miền Nam. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một
giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Nhạc dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Nếu trong đau thương xe gạt nhân xước thì mừng, sầu sẽ đầy giữa muôn lời ca. Vì Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca. Ngàn dân tung lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con khóc đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hành gìn giữ con, hành che chở con, ngồi hài xuống thế làm người, chuộc tội chữ chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, mà đã cho phần xác con. Mọi sự lành lại cứu lấy con, kéo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy tha thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Đồng thiên hiền vinh sáng ra, hằng giữa chúng con cho tại sự giữ an em. Đấy là thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Đấy trái tim cực thánh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Thánh Du Xe là bản thanh sạch Đức Bà Maria, chọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ý tôn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Tức là cũng là thế này, hạnh phúc nhất của sự nghiệp của chúng tôi đến đây để mời vị đại diện của trường Regina Basis đứng ra để có những lời chia buồn với thân nhân và quý vị, là những cái người ít nhiều đã có những cái mối thân tình với Sonico, và chúng tôi hy vọng rằng những mối thân tình và những cái kinh nghiệm đó quý vị sẽ giữ mãi trong lòng của quý vị, một cái người như một người hiền mẫu mà rất ít có người nào biết được đến những cái giá trị tinh thần và những cái giá trị tư tưởng mà Sơ đã đóng góp trong suốt cuộc đời của Sơ, kể cả đất nước Việt Nam. Xin mời thầy Hùng. Xin cảm ơn giáo sư Lê Hồng Tâm. Kính thưa quý Sơ, kính thưa tất cả, đây là một hân hạnh lớn cho chúng tôi được có mặt một vài phút để nói về Sơ Nicol. Chúng tôi nghĩ chúng ta phải nói cả ngày, cả tháng, từ năm này sang năm khác, nói hết được những việc lớn lao đóng góp của Sơ Nicol trong nước cũng như hải ngoại cho mọi chương trình xã hội. Và nhân dịp này, chúng tôi xin được mạn phép giới thiệu Madame Thanh Nguyễn, cựu giáo sư của Regional Basis. Xin mời giáo sư Phạm Kim Anh. Chúng tôi sẽ có đôi lời để thưa chuyện cùng quý vị. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, và kính thưa tất cả những người thân và quyến thuộc của Sơ Nicol.
tôi xin phép để được đại diện cho tất cả học sinh, cả ngàn ngàn học sinh của trường Regina Francis và cũng số đông tất cả các giáo sư của trường trung học và trường kỹ thuật lên đây để có lời chia buồn với gia đình của Sơn và chia buồn với tất cả những người thân bằng quyến thuộc của Sơn Đi Cùng, trong đó có chúng tôi. Thưa quý vị, chúng tôi làm việc ở trường Regina Francis rất nhiều năm, như là giáo sư Tâm vừa mới nói, là một nửa thế kỷ. Chúng tôi nghĩ chắc như vậy cũng không có hoang mang gì đâu, và có khi già hơn lúc nào cũng thấy bóng Sơ đi lại lại trong sân trường và trong nhà thờ. Chúng tôi luôn luôn nhìn thấy Sơ là một người, một nhà giáo chức, một bà mẹ, một người luôn lúc nào cũng làm việc xã hội, và chúng tôi cũng noi theo cái gương đó. Thưa quý vị, chắc tất cả chúng ta ở đây không ai là người không biết là Sơn Đi Cùng là một người rất là linh hoạt và có lòng từ thiện rất lớn. Chúng tôi cũng noi theo cái gương đó. Xin thưa cùng quý vị, chúng ta đều cùng có mặt ở đây để chia buồn về cái buồn lớn lao của chúng ta là sự ra đi của Sơn Đi Cùng. Nhưng khi bà ra đi như vậy rồi, thì chúng tôi nghĩ là trong tất cả chúng ta ở đây, không ai là người có thể quên được cái hình ảnh của bà khi mà bà còn tại thế. Xin cảm ơn quý vị. Nhân cái dịp này, chúng tôi xin được mặt phép quý sơ, quý cha cho phép chúng tôi được hỏi đến các em cựu học sinh của Regina Francis. Có em nào muốn lên để nói đôi lời với sơ, xin mời các em. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thân bạn vấn hồ thuộc của Sơn Đi Cùng và toàn thể tất cả các giáo sư của Regina Francis cũng như các anh chị em của kỹ thuật cũng như là phổ thông của Regina Francis. Tôi là Phan Ngọc Sáng, là cựu học sinh kỹ thuật của Sơ. Phải nói là suốt một cuộc hành trình 50 năm tôi theo Sơ, tôi chưa thấy một người mẹ nào vĩ đại như Sơ, mà tất cả các chị em chúng tôi cộng thêm những người chồng của chúng tôi đã cùng nhau vinh danh Sơ rất nhiều lần, nhưng vinh danh bao nhiêu cũng không đủ. Phải nói trước kia khi còn là học trò của Sơ thì Sơ là một người mẹ mà chúng tôi vừa kính vừa ngưỡng mộ. Nhưng khi sang bên Hoa Kỳ gặp lại Sơ thì chúng tôi lại vừa kính vừa yêu Sơ, và không có một ngôn ngữ nào diễn tả một người mẹ vĩ đại như Sơ. Sơ ra đi để lại cho gia đình để chúng ta bắt rất nhiều thương tiếc. Nếu như Sơ được phép mà chúng tôi tổ chức thì chắc là cả cái thánh đường nói này không đủ chỗ để cho con cái Sơ đến để tạo Sơ. Nhưng mà vì mỗi nơi mỗi hoàn cảnh, chúng tôi đành phải ngậm ngùi với nhau trong cái hoàn cảnh như thế này. Một lần nữa xin chia buồn với lại thân bằng thân thuộc của Sơ, toàn bộ gia đình của Sơ, và chúng tôi cùng nhau gia đình về chúng ta là gì để lại nỗi đau đớn trong lòng. Xin kính chào. Trước khi để dừng lại cho đại diện của các gia đình, tôi cũng muốn nói
như là đã làm cái mình như vừa sợ. Ngày hôm nay chúng ta thấy Sơn làm ở đây một cách nhỏ bé trong cái ứng dụng của Thiên Chúa. Nhưng mà ở phía sau của Việt Nam trước năm 1975, và quý vị cũng biết rồi, bà đã đóng góp rất là nhiều. Cái sự hy sinh của bà nhiều khi trong cuộc đời của bà ít có người nào mà biết được, nó dính liền với cái lịch sử của Việt Nam như thế nào. Mà tôi là một trong những người may mắn được bà kể lại, thì cũng giống như quý vị ở trong gia đình thì cũng biết rằng thân phụ của bà cũng là đô trưởng của Sài Gòn và cũng đã làm tỉnh trưởng của Biên Hòa cũng như là tỉnh trưởng ở Bà Rịa. Và đi vào nhà dòng lúc còn trẻ vào bên Pháp, thì khi mà nước miền Nam được độc lập thì Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã nói với bà là các bà nên về để mà giúp cho đất nước. Thì bà là một trong những năm nhiều của dòng đường thu bác Hải ở bên Pháp trở về Việt Nam. Và trong cái cuộc lịch sử biến động của cuộc chiến Việt Nam thì bà đã là nhân chứng của một vài những cái sự kiện lịch sử mà ngày nay lịch sử không bao giờ ghi lại hết, là khi mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như là người em của cố tổng thống Ngô Đình Du bị thảm sát, thì khi mà xác đưa về tổng thống Ngô, sau đó được đưa về nhà xác Sen Gôn, tức là phía sau ở song song với đường Thủ sư 42 Thủ sư của nhà Nhật, thì không có ai dám đi ra nhận xác của tổng thống hết, kể cả Gia Long. Lúc đó thì ông Trần Văn Đôn, tướng Trần Văn Đôn gọi, thì ông Gia Long là giám đốc của Tiêu Quý Công Giáo cũng không có tới. Phút cuối cùng bà Trần Trung Dung và Mai Sơn, và Trần Trung Dung là cháu của tổng thống, tức là con của bà Cả Lệ, đã đi qua bên đó và nhận xác tổng thống và chôn cất một cách tử tế. Trong những cái chế độ tiếp tục cho đến nền đề nghị cộng hòa cũng vậy, bà đóng góp rất là nhiều những cái việc làm, và cho đến những cái việc như những cái người tù nhân ở trong tù mà họ bị kết án tử hình, nhưng khi bà đi vào và giúp họ bệnh thì họ được cải án, và những cái người đó về sau trở thành những cái người tín đồ của Công Giáo mình, để cho thấy rằng cái sự yêu thương và cái sự thay đổi của bà Sơ và những cái mà đóng góp, đó là chưa kể những cái đóng góp cho những cái người nghèo khổ ở trong suốt cái thời gian mà Ma Sơ phục vụ ở làm là nhất ở trung tâm 42 Thủ sư. Mặc dù bà bận rộn với các cái trường học như quý vị đã thấy, nhưng mà những cái ngày thường là Ma Sơ hay đi về những cái tỉnh, nhiều khi đi xuống tận tới Cà Mau để mà giúp những cái người nghèo khổ nạn nhân của chiến tranh. Cái ngày mà tôi còn nhớ, khi chúng tôi đưa Master ra phi trường là ngày 30 tháng 3 1975, là cái ngày mà Đà Nẵng thất thủ, thì tất cả những cái người đưa Master ra ai cũng nghĩ rằng đó là cái lần cuối cùng mà họ gặp được Master. Nhưng mà Master cũng không có muốn đi, nhưng mà cuối cùng ơn trên cũng như là những cái áp lực ở dưới, thì cuối cùng bà Sơ đã đi. Và ngày hôm nay thì mọi cái công việc của bà đã làm xong, và Chúa đã gọi bà về. Và đi trong cái sự đau buồn của chúng ta, nhưng mà cũng là một cái niềm hạnh phúc và một
đặc biệt của bà mà Thiên Chúa đã dành cho bà đi còn hai ngày nữa là lễ ngày sinh nhật của bà đến 14 tuổi. Sau đây xin mời một đại diện của thân nhân của gia đình lên phát biểu. Kính thưa quý cha và đa quý của như quý vị, còn là một trong những người đã từng học với sơ Nhi Cô. Ngày 1994, sơ Nhi Cô ở Hay Quốc và sơ có nhà ấy là thành lập một hội xin nhờ cho cộng đồng Việt Nam ở trên Úc Lân, và sơ đã xin một cái phân viên của nhà nào để mà xây dựng một nơi để cho các cụ được đến và được tập thể dục, được nghe sơ nói kể chuyện, và sơ nghe được rất là nhiều những người mà không có cơ hội để đi, sơ đến từ nhà sơ trở đi. Cũng chính vì như vậy, ông ngoại của con, ba của con và sơ nghe là những người đã từng cộng tác với sơ, hợp nhau lại để mà sơ lên lấy một hộ. Và bây giờ hộ đó vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay, thì công lao của sơ là lớn đối với hộ của chúng con. Và sơ là người nói với con là con ơi, bây giờ bà vẫn mất rồi thì không phải nói bố con để mà làm, đi làm cho các ông các bà chính mình những lời nói động viên của sơ, nên con đã là một trong những người làm của sơ. Và chính sơ là sự yêu thương sơ luôn dìu dắt và chỉ dẫn cho con làm những công việc tốt cho các bác và giúp đỡ cho các bác. Lòng thương của sơ rất là hải hà. Hôm nay Chúa đã đưa sơ về, con xin được đại diện cho các bác ở trong hội. Các bác không đi được, một số người đã đi lại và một số người đã mất đi. Tất cả xin gửi lại nơi đây, xin ghi nhận những lời cầu kính tiếng nhất, cầu kính xin Chúa chúc lành cho sơ và đưa sơ về ở nhân thân Chúa. Xin sơ cầu nguyện cho gia đình và tất cả chúng con là những người con còn đang lại ở trên thế này. Và xin kính lời. Kính chào quý vị, tất cả các hội đoàn và những người quen thân với cô hai của con. Con là một đứa cháu của cô hai Nhi Cô. Cô, hồi mẹ con chết lúc đó thì con chỉ có 8 tuổi hả? Nhưng mà cô hai đó, cô là một nữ tu rất là đặc biệt. Cô rất là cái tình yêu của cô rất là bao la, cho nên cô nói với cha con rằng anh Tư, anh không có thể nuôi cháu được đâu, để cho em đem cha năm cháu vô trong trường Đông Anh mới em nuôi thay cho anh, rồi thỉnh thoảng anh đến thăm và chúng con ở đó cho tới 8-9 năm ở Đông Anh mới. 8-9 năm thì bà nội với lại bác ba với cha con á, thì nhớ chúng con cho bác ba biểu là cha con phải đem năm chị em tụi con về cho để thôi, nó ở trong đâu anh đừng mà đi rồi nó quên hết ông bà cha mẹ đi. Cái thì cha con lúc đó cha con thì có bà gì rồi, có bà gì, có bà vợ thứ hai, cho nên cha con mới đem chúng con về. Con thấy cô hai của con là một nữ tu, bác thấy cái tình yêu của cô rất là bao la. Cô là một nữ tu mà dám nhận nuôi năm đứa cháu, rất là hết sức rồi. Rồi hả, con cũng nhìn thấy cái cuộc đời của cô đó, cuộc đời tu hành nhân đức của cô đó, cô đã giúp biết bao nhiêu người đồng hương
nhiều tha nhân nữa. Cái đó là chắc Chúa cho cô như vậy, cô có cái cách thương người bao la như vậy. Cho nên khi mà con nghe cô mất thì nó bắt con trời ra. Con nói cái ơn của cô đối với các cháu không bao giờ các cháu trả lại được cho cô. Bây giờ cô đi rồi, tức là một đi không bao giờ trở lại, một đi không có ngày trở lại. Con xin Chúa nhân từ ra thai đón nhận cô về nước Chúa. Tôi ngồi bên cạnh Chúa để hưởng được phúc cuộc đời tu hành của cô. Cô đã làm nhiều việc mà gia đình tăng nhân không có thể nào tưởng tượng được, là cái lòng bác ái của cô. Cô hai hết rồi, từ nay các cháu không còn gặp cô nữa. Chẳng biết rằng trên đời này ai cũng phải có một lần ra đi, nhưng mà các cháu không có làm sao mà không có đau buồn xót xa nếu chỉ nhớ đến cô, khi nghĩ đến tình yêu của cô đối với các cháu. Bây giờ cô có là bốn đứa con, có bốn dâu, là tất cả là 8 đứa con và 10 đứa cháu nội ngoại. Cô cầu giúp cho cô hưởng nhân phân Chúa. Dạ con xin Ngài thu chuyển việc cô lần ra đi này sẽ không có ngày trở lại, nhưng mà có thể cô cháu mình sẽ gặp lẫn nhau, gặp nhau đến ngày sẽ có. Con xin cảm ơn tất cả quý vị cô bác, hội đoàn và những người thân thương đến cầu nguyện và tiễn đưa cô của con. Con xin kính kính chào. Kính thưa bác sĩ, trong dòng gia đình cũng như là đại gia đình của đại sứ đạo Sister Day trong đường thì mời quý vị ra tay và tôi cháu về sự sẽ có thánh lễ cho bác sĩ và chúng ta của nhân dòng ở bên cạnh bên này, và họ sẽ trình bày chuyên là một số những cái hình ảnh về cuộc đời cũng như là xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi, xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.
xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần. Của lễ hiện giờ xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Give us not into temptation, but
continually interceding on our behalf. But he is alive, too, in all the members of his body, the church. He fills us with his own life. He encourages, forgives, guides, consoles. He helps the whole of creation to achieve its purpose. Thank you.
lên Ngài, người thân yêu đã xa đi rồi. Người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Về cùng Thiên Chúa. Cuối xin Ngài xót thương, chiếu chan hòa anh quang, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin Chúa. Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc. A reading from the book of wisdom.
The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seemed in the view of the foolish to be dead, and their passing away was thought an affliction, and their going forth from us utter destruction. But they are in peace. If before those of this world, indeed, they be punished, yet is their hope full of immortality. Chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings, he took them to himself. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love. Because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with his elect. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are they who mourn, for they will be comforted.
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa quý an. Phúc thay ai khát khao đến người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bất hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. To be blessed or to be happy is the theme of the gospel passage we just heard, the Beatitude. Everyone wants to be happy. Everyone searches for happiness. The spiritual writer says that people look for material items to feel the emptiness in their chest. But when we seek happiness through material objects, we will never find it. We cannot find happiness through material, external events or success either. So it's not easy to be happy. And to be happy for a long time, right? In fact, it's not too difficult to be really happy. Because Father Mark Link, a Jesuit preacher and writer, said that if you want to be happy for an hour, take a nap. If you want to be happy for a day, eat out with our best friend. If you want to be happy for a week, go on a trip. If you want to be happy for a year, try to win the lottery. But if we want to be happy for a lifetime, help others, especially help the needy and the poor. Because when we help others, we see God, we meet God. And I could say that Sister Nicole's life was quite happy because she focused on helping others. Actually, I did not know much about her and her work because I was 12 years old when Sister Nicole left Vietnam in 1975. And I did not see her again until like 25 years later when I immigrated to the United States in 2001. So I did not have a lot of time with her, spend a lot of time with her. But to my parents, to my relatives and others, I learned that she touched so many lives and so many hearts. So indeed, I'm going to miss you very much, but rest in peace.
You pass away, but your legacy remains. And thank you for showing us how to be happy, how to be blessed. Được chúc phúc hay là được hạnh phúc là chủ đề của đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe, tám mối phúc thật. Phạm là người cha cũng mong cầu hạnh phúc. Tuy nhiên một nhà văn Mỹ nói rằng nếu người ta tìm kiếm hạnh phúc nơi của cải vật chất thì người ta sẽ không tìm thấy hạnh phúc thật. Danh lợi và thành công cũng chưa chắc đã mang lại hạnh phúc. Quá là khó để có được hạnh phúc lâu dài. Nhưng mà cha Mạc Liên, một linh mục dòng tên có biết rằng nếu bạn muốn được hạnh phúc trong một giờ thì hãy ngủ một giấc ngắn. Hạnh phúc trong một ngày thể đi ăn với người bạn thân nhất. Hạnh phúc trong một tuần thể đi du lịch một chuyến. Hạnh phúc trong một năm thì ráng mà trúng số độc đạo. Nhưng nếu bạn muốn hạnh phúc suốt đời, hãy giúp đỡ người khác. Vì khi giúp đỡ người khác, chúng ta gặp gỡ chính Thiên Chúa. Có thể nói rằng cả cuộc đời của Senicon đã hạnh phúc vì sơ luôn tìm cách giúp đỡ người khác. Thật ra thì con không biết nhiều về sơ, tại vì lúc sơ ở Việt Nam năm 75 thì con chỉ mới được 12 tuổi thôi. Và phải 25 năm sau đó, con mới gặp lại sơ của con qua Mỹ vào năm 2001. Con không biết nhiều về sơ, nhưng qua cha mẹ, họ hàng, người quen, con nhận thấy việc làm và cuộc đời của sơ một ảnh hưởng rất tốt đẹp đến rất rất nhiều người. Thế nhưng nghĩ trong Chúa thì hả? Vì đã ra đi nhưng di sản tinh thần của người vẫn còn lại. Xin cảm ơn Nghị đã chỉ ra cho chúng con con đường đi tới hạnh phúc thật. Let us stand and we bring our prayers to God. Jesus Christ is risen from the dead and sits at the right hand of the Father, where he is seated for all of us. Confident that God hears the voices of those who trust in the Lord Jesus, we join our prayers to His. Please respond to Lord and hear our prayer. For Sister Nicole, who in baptism was given the pledge of eternal life, that she may be raised up on the last day, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. As Sister Nicole was nourished at the table of the Savior, welcome her into the horns of the heavenly banquet, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For the family, brothers, sisters, nephews, nieces, relatives, and friends of Sister Nicole, as well as the daughter of charity that may be consoled in their grief by the Holy Spirit, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For all of us who assemble here in faith and confidence to pray for Sister Nicole, strengthen our hope so that we may live in the expectation of our Lord's coming, we pray to the Lord. Ai tin sẽ không phải chết đời đời. Chúng ta hãy lời cầu xin cho Sơ Ni Con khi còn sống đã hết lòng tin yêu phụng sự Chúa, giờ đây được thoát khỏi hình phạt tội lỗi mà vào ơn hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Chúng ta hãy lời cầu xin cho thân bằng quyến thuộc và của Sơ Ni Con và cộng đoàn nữ tử bạch ái được Chúa thương nâng đỡ và an ủi hầu biến đau khổ mất mát thành của lệ đẹp lòng người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thầy đã đi để dọn chỗ cho các con. Chúng ta được lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta khi tưởng đưa Sơ Ni Con về nhà cha được luôn nhớ rằng cơ hữu chúng ta ở trên trời để sống tình yêu của sự Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để đảm bảo cho chúng con được sống đời đời. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Sơ Ni Con sống được hưởng niềm vui nước trời. Chúa hằng sống và yên trị muôn đời. Amen.
Jesus Christ's sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servant Nico, we beseech your mercy that she, who did not doubt your Son to be a loving Savior, may find him a merciful judge who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, having been our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, in him the hope of blessed resurrection has gone, that those saddened by the certainty of dying may be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life had changed, not ended. And when this early dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angel and archangel, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we are glad. Together with friends.
Remember your servant, Sister Nicole, whom you have called from this world to yourself. Grant that she, who was united with your son in the death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. Thus, by the help of your mercy, we may be always free from sin and saved from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to me, our apostle, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us hope for each other in the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who under the supper of the Lamb. Thank you.
who took very good care of Sister Nicole in the last period of her life. I'm very happy about that. And others, priests and deacons and religious and the professors and students of the Regina Francis College, right, university, and all of the people, relatives, friends who are here to say goodbye to your Sister Nicole. May God bless all of you and God reward you. Con xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả các nữ tử bác ái và staff mà đã giúp cho dạy hai con từ những ngày cuối cùng. Con xin cảm ơn trường Regina Francis, giáo sư và cô học sinh cùng tất cả thân bằng quý cô, người quen và những người tu sĩ, các cha, các sơ đã đến đây để tạm biệt, nói lời tạm biệt quý vị của con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và xin Chúa cả con và học viên mọi người. Trong lúc đang giờ bối rối có gì sơ xuất xin nhận tình tha thứ cho chúng con. Heavenly Father, Sister Nicole is gone now from this lonely valley and has left behind those who mourn her absence. Grant that as we pray for our sister, we may own her memory dear and live in hope of the eternal kingdom where you will bring us together again. We ask all of this through Christ our Lord. Amen. Before we go our separate ways, let us take leave of our sister Nicole. May our farewell express our affection for her, may it ease our sadness and strengthen our hope. One day we shall joyfully greet her again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Into your hands, Mother of Mercy, we commend our sister Nicole in the sure and certain hope that, together with all who have died in Christ, she will rise with him on the last day. Merciful Lord, turn to us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant, and help us who remain to comfort one another with assurances of faith, until we all meet in Christ and are with you and with our sister forever. We ask all of this to Christ our Lord. Amen. In peace, let us take our sister Nicole to her place of rest. Ave Maria, consecrata.
mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè, dâng lên Ngài xin thương lắng nghe. Cùng với bánh miên diều nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Với tấm bánh chén diều kết tinh từ cuộc đời, con thành tâm dâng hy lễ. Đây muôn vàn lời kinh, đây lao nhọc đời mình, dâng lên Ngài xin thương du tình. Cùng với bánh miên diều nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời, mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè, dâng lên Ngài xin thương lắng nghe. Cùng với bánh miên diều nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê. Nikon has gone to her rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome her to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist her with our prayers. Let us pray to the Lord also for ourselves. May we who mourn be reunited one day with our sister Nikon. Together, may we meet Christ Jesus when He who is our life appears in glory. We read in Scripture, "Come, you who are blessed by my Father, says the Lord. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào những kẻ ta cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Để Đức Giêsu Kitô nhờ Chúa ở 3 ngày trong mộ, Chúa đã thánh hóa các ngôi mộ của những ai tin vào Chúa và đã biến ngôi mộ trở thành dấu chỉ hy vọng vào lời hứa phục sinh, dù ngôi mộ đang cầm giữ thân xác chúng con. Xin cho Sanicon được nghỉ yên trong bình an cho tới khi Chúa đánh thức Sanicon dậy trong vinh quang, vì Chúa là sự phục sinh và là sự sống. Sau đó Sanicon sẽ thấy Chúa nhãn tiền và được thấy ánh sáng trong sự sáng của Chúa và nhận biết sự huy hoàng của Thiên Chúa
vì Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Nicole, which she had done many good deeds for the poor and the needy during her many years as a daughter of charity. I am speechless. What can I say now? Sister Nicole was full of joy and always eager to help you, to help out no matter what the problem was. She always had open arms for whoever needed assistance. She was warm, affectionate, and vibrant woman who always went out of her way to help others no matter what the problem is. We learned a lot of good example from her while she was living together in Saigon, Vietnam. She was a proud and dignified daughter of charity who had a passion for life. I strongly believe that Sister Nicole now is resting in peace with Jesus Christ. No more pain, no more. I would like to say many thanks to Sister Julie Kubasak and all the daughter of charity in California. You do allow the Vietnamese people to join today
paying respect to Sister Nicole. Finally, we have a special thank to Sister Dietmar for spending her precious time to plan for this special event. On behalf of all faculty, students, staff of Regina Pacis, we'd like to thank you all. Cũng như toàn thể đại gia đình Regina Pacis. Đây là một vinh dự để nói lên những lời tiễn biệt cuối cùng đối với Sơ Nico, một người mà chúng ta đã từng ngưỡng mộ nhiều năm qua, qua nhiều lĩnh vực của Sơ về phương diện giáo dục, xã hội, chẳng hạn như thiết lập trường trung học Regina Pacis, kể cả bên kỹ thuật phổ thông, cũng như tạo dựng cái Community College tại Regina Pacis cho những ngành chuyên nghiệp. Sự mất mát của Sister Nicole là một sự thương tiếc vô cùng cho tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện cùng nhau để kính chúc Sơ được về bên Chúa, hưởng hạnh phúc đời đời. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Cảm ơn. Because God has chosen to call our Sister Nicole from this life to Himself, we commit her body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like His in glory, for He is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our sister Nicole to the Lord, that the Lord may embrace her in peace and raise up her body on the last day. For our sister Nicole, let us pray to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death. And whoever lives and believes in me shall never die. This answer, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, you console Martha and Mary in their distress. Draw near to us who mourn for Sister Nicole, and dry the tears of those who weep. We pray to the Lord. Lord, have mercy. Chúa đã nhỏ lễ khi đứng trước mộ Lazaro, người bạn của Ngài. Xin Chúa an ủi chúng con đang trong sự buồn sầu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. You raise the dead to life. Give to our sister Nicole eternal life. We pray to the Lord. Lord, hear us. Chúa đã hứa nước trời cho kẻ trộm biết ăn năn sám hối. Xin Chúa đưa sơ Nicole vào hưởng niềm vui nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. She was nourished with your body and blood. Grant her a place at the table in your heavenly kingdom. We pray to the Lord. Xin Chúa an ủi chúng con đang buồn sầu vì cái chết của người thân yêu. Xin cho đức tin của chúng con trở nên nguồn an ủi và sự sống đời đời là nguồn hy vọng của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Gather all of our prayers, we pray as Jesus has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. God of holiness and power, accept our prayers on behalf of your servant, Sister Nicole. Do not count her deeds against her, for in her heart she desired to do your will. As her faith united her to your people on earth, so may your mercy join her to the angels in heaven. We ask all of this through Christ our Lord. Amen. Lạy Thiên Chúa, giàu lòng thương xót, Chúa biết thế nào là buồn sầu khổ não. Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của kẻ khiêm nhường. Xin hãy lắng nghe con dân Chúa đang khẩn thiết nài xin Chúa và xin kiên cường niềm hy vọng của họ trong sự nhân từ vô cùng của Chúa. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Merciful Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need and strengthen their hope in your lasting goodness. We ask this through Christ our Lord. Eternal rest grant unto her, O Lord. Amen.
May she rest in peace. Amen. May her soul and the soul of all the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yeah.
Nguyện yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi cùng. Là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy tiễn chi ơn an bình. Quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi dã biệt lòng đầy nát tan. Và này Chúa, xin du thương, xin thứ tha bao lỗi lầm. Giây này không phải tàn theo tháng nào,
vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin du thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu. Attend and pray and say goodbye to my auntie. May God bless all of you and reward all of you. Nghi thức tiễn biệt Sonicon đến đây là chấm dứt. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả các sơ, cảm ơn tất cả các hội đoàn, cảm ơn thân bằng quyến thuộc đã đến để đưa tiễn người của con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin Chúa chúc lành cho mọi người. Vây quanh đây xin giã từ một lần cuối, vây quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây vạn lạy Chúa xin du thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Vạn lạy Chúa xin du thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương